Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã có báo cáo ban đầu vụ cháu NXM sinh năm 2019 ở thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, tử vong bất thường tại một phòng khám ở thị xã Sông Cầu. Theo báo cáo, trước đó ngày 5 tháng 4, cháu M có dấu hiệu đau bụng nhưng chưa đến cơ sở y tế để khám điều trị. Đến sáng ngày 6 tháng 4, gia đình đưa cháu M đến khám tại phòng khám tư nhân của một bác sĩ ở phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu để điều trị. Tại đây, vị bác sĩ này khuyên người nhà đưa cháu M nhập viện nhưng gia đình tiếp tục đưa cháu đến một phòng khám khác để khám. Sau khi khám xong, gia đình đưa cháu M về nhà nghỉ ngơi. Khoảng 15 phút sau khi về, cháu M lại có dấu hiệu đau ở vùng bụng và người nhà tiếp tục đưa cháu M đến phòng khám tư nhân của bác sĩ NVP ở thôn Phú Dương, xã Xuân Thịnh để khám. Tại đây, bác sĩ P có khám và xử lý thuốc, kết thúc điều trị và cho cháu M về. Khoảng 15 phút sau khi về, cháu M có dấu hiệu bất thường nên gia đình đưa cháu trở lại phòng khám bác sĩ P. Bác sĩ P tiếp nhận và cứu chữa nhưng cháu M nguy kịch. Trong quá trình nhận tin, Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu có điều phối một xe cấp cứu và kiếp trực cấp cứu đến nhưng cháu M đã không qua khỏi. Sau khi nắm bắt thông tin, cơ quan chức năng thị xã Sông Cầu cũng đã đến hiện trường để làm việc với bác sĩ P và tiến hành thu thập chứng cứ liên quan đến quá trình khám điều trị cháu M. Theo báo cáo, gia đình cháu M đã cảm thông sự việc không may xảy ra tại phòng khám của bác sĩ P. Hai bên thống nhất thỏa thuận là không mổ khám nghiệm. Được biết, cả ba phòng khám tư nhân của các bác sĩ nêu trên đều được cấp giấy phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Phú Yên, hiện Công an thị xã và Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Sông Cầu đang làm rõ vụ việc.